Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc liên quân thì hãy truy cập ngay shopacre24giờ.com. Tôi Hữu Bộ xin chào anh em. Tôi Đức Trà chào anh em. Tôi Cường Seven chào anh em. Tôi Hồ Văn Khoa chào anh em. Ơ, bạn đổi tên à? Tôi đổi tên bạn, sợ mất lịch. Tôi Lâm Sung chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, thì như các bạn đã nhìn thấy tiêu đề ấy. Bây giờ thực sự là hôm nay trời hơi se se lạnh và trời cũng rất là xì sầm. Còn anh em mình thì ai cũng mặc áo dài tay rồi áo khoác này. Và còn mình thì hôm nay mình xin phép đội mũ bởi vì mình lạnh quá nên mình đội cái mũ cho nó ấm các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ còn nói nhiều nữa, mình sẽ vào luôn chủ đề chính của clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay thì như các bạn đã nhìn thấy là tiêu đề, thì hôm nay anh em mình sẽ làm gọi là cái khay trứng rán khổng lồ. Mình đã chuẩn bị một cái khay kia, các bạn đã nhìn sơ qua ở bên trên này. Cái khay này hiện tại cái khay dài và rộng mỗi bên 1 mét các bạn nhá. Và mình đã chuẩn bị 200 trái trứng vịt rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem số trứng đó và anh em mình sẽ chế biến để có thể dán được trên cái khay gọi là cái khay khổng lồ kia. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh em nha. Đây là nguyên liệu mà anh em mình đã chuẩn bị các bạn ạ. Đây là 2 chai dầu ăn này. Một chai nước mắm lam ngư này, một gói mì chính này, nửa cân ớt này và 1 cân hành các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ đi thái hành. À đây còn một lọ hạt tiêu nữa mình quên mất. Kia là cái khay khổng lồ của anh em mình. Và để làm được khay trứng khổng lồ này thì không bao giờ có thể thiếu trứng được. Đây các bạn ạ. 200 quả trứng mắc nhiều luôn. Các bạn nhìn thấy cái giỏ nó to không? Cực kỳ to luôn. Một lát nữa mình sẽ quay cảnh anh em mình đập trứng. Nếu bạn nào mà có thời gian rảnh thì các bạn có thể tua chậm lại video và đếm lại xem có đủ 200 quả không các bạn nhá. Bây giờ anh em mình sẽ đập trứng và thái hành ngay bây giờ. Anh em đang tập trung vào để xử lý mấy cái gốc hành các bạn ạ. Đang ngắt hết những cái gốc hành đi. Đấy. Anh em đang chuẩn bị ăn hành. Ăn hành, đang gọi là anh em đang ăn hành. Bị hành, bị hạ đấy. Bạn ra cầm từng cây hành, bạn rửa kỹ, không để lại một cọng đất nào bạn nhé. Ok. Sạch sẽ. Đúng là bị hành này. Đang bị hành này. Anh chị mình đang thái hành đây rồi. Trời thì hiện tại đang bị dính mưa con ạ. Đây, mình sẽ cho các bạn xem ở dưới ao là đang bị mưa này. Đây, các bạn có thể thấy là trời đang mưa, anh mình đi quay gặp mưa nên là anh em đang lấy bạt kia căng ra để anh em mình có thể dán trứng được ở dưới trời mưa này các bạn ạ. Sau đây cẩn thận chứ. Anh em mình đã căng bạt xong rồi các bạn ạ, nhưng mà trời nó lại tạnh mất mưa. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ vẫn cứ để đấy thôi, phòng trường hợp nhưng mà tí một lát nữa trời lại mưa. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đập trứng các bạn ạ. Nào đập đi các bạn. Đếm lên nhá. 1 2 3 4 5 6 Anh em mình đã đập xong 200 quả trứng rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không? Không biết có bạn nào tua lại để đếm từng quả không? Không sợ các bạn lại không tin là 200 quả các bạn ạ. Đó, bây giờ anh em mình sẽ cho nguyên liệu rồi. Cho mì chính với mắm những thứ vào. Ui, bạn tôi thấy bạn cho hơi nhiều mì chính. Ăn cho ngọt bạn ạ. Hả? Ăn cho ngọt bạn ạ. Ăn cho ngọt à? Thế mắm có cần cho nhiều vào để ăn cho mặn không? Ôi bạn, mặn khó ăn hơn. À, thế cho lửa thôi. Cho lửa chay mắm. Rồi, được rồi, ok bạn. Bạn cho lốt bát ớt vào đi.
nửa cân ớt. Rồi đến hạt tiêu bạn. Một lọ. Một cân hành. Wow, các bạn ạ, nhìn rất là hay rồi. Và bây giờ anh em mình sẽ đánh trứng lên và chuẩn bị bắc lửa để anh em mình đi gió. Bạn này sao giống khuấy cám. Tôi nhìn thấy bây giờ, bởi vì anh em mình cho nhiều hành quá, bây giờ không nhìn thấy trứng đâu các bạn ạ. Đi đánh tan đây là nhìn thấy trứng đây. Bạn khuấy đều đều vào. Bạn thử khuấy xem còn nhiều trứng ở dưới không nào. Ui, nhiều nhiều lắm bạn ạ. Đây đây, vẫn đây này. Vẫn nhiều quá nguyên đúng không? Đây quá nguyên. Thế chắc khuấy bằng cái gậy không được rồi. Đây các bạn ạ, vẫn còn rất nhiều quá nguyên luôn, chắc là như mình phải dùng tay luôn. Bạn bóp ạ. Bạn bỏ cái gậy đi. Bóp luôn thế. Bạn cho hai tay vào, bạn sợ bắn à? Tay bạn dớ chưa? Hả? Sạch rồi là ok. Bạn bóp bạn thấy thế nào? Nhớt nhớt vào đây. một cái chai 1 lít này đủ không bạn? Hả? Ui đó bao. Ui dồi, nó kiểu như nóng quá các bạn ạ. Nóng quá nên là cái cây này nó bị cong luôn đấy. Có 2 chai rồi. 1 chai thôi. Bạn bê trứng đi. Để cho gì đã? Để cho nói chung là đang rất là khó khăn các bạn ạ, bởi vì cái khay này nó to quá, nóng quá. Đây xong trứng thì anh mình để kia rồi, bây giờ chỉ cần để về sau một tí, để về sau một tí này. Được chưa? Ok, đổ trứng đi, đổ trứng đi, bạn qua đổ trứng đi. Đổ đi. Uầy, cẩn thận chỗ kia, bởi vì cái này nó nặng quá các bạn ạ, cẩn thận không nó đổ, rồi để cho đều ra. Anh em mình sau một hồi gọi là chữa cháy thì bây giờ hiện tại đang cố gắng kê để cho đều nhau các bạn ạ. Nhưng mà chỗ này nó kiểu như bị hơi vênh nên là rất là ít trứng, kia chỗ kia có vẻ kiểu như đang chín rồi các bạn ạ. Có vẻ dán cái này nó rất là nhanh chín, không biết ở bên dưới nó có cháy không. Cái kia mỏng quá nên là nó vênh và không có chân kiểu để nó đèo được các bạn ạ. Phải kê gạch bốn góc rồi kê gỗ các thứ lên, bây giờ mới hơi đèo đèo một tí. Đang cố gắng đẩy để cho nó chín đèo. Thôi em ơi, không phải chọc những cái đâu, kệ nó. Để nó chín. Có cần cho thêm lửa, cho thêm đi. Có, cho lửa thêm đầu này. Nhìn cái khay trứng 200 quả này nhìn rất là to luôn các bạn ạ. Nhiều. Thơm quá bạn ạ. Chắc là chuẩn bị thưởng thức được rồi bạn ạ. Tôi nghĩ là bên dưới còn thưởng thức được rồi cơ. Sợ trứng cháy đấy, nhưng mình bây giờ có lẽ phải lật trứng các bạn ạ. Bởi vì nó to quá. Không biết là có thành công hay không nữa. Cháy. Ủa, may quá. Vẫn chưa cháy nhiều đâu, một chút thôi. Có cần cho thêm mỡ không nhỉ? Không cần bạn. Úi giời, nhìn đi cà phê luôn các bạn ạ. Mắc thơm. Này, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó, còn chỉ còn một chút bên này nữa là sẽ chín rồi. Nhìn nước miếng tuôn rơi. Chơi quả này hơi lạ đấy bạn ạ. May là còn đào kịp, không là cháy hết trứng các bạn ạ. Chỉ cần thế này ok rồi. Thèm quá rồi. Chuẩn bị được ăn rồi. Đấy các bạn thấy không? Tức là trứng bây giờ khô hết rồi, là chuẩn bị thưởng thức được luôn rồi. Chín rồi các bạn ạ, bây giờ mình sẽ bỏ ra thôi. Wow. Nhìn mắc ngon luôn các bạn ơi. Đấy đây, anh mình ngồi ở đây. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức các bạn ạ. Đây mình sẽ soi qua cho các bạn xem một tí. Đây mấy anh em gọi là mỗi anh em cầm một cái môi đây rồi. Đây các bạn ơi, trứng rán khổng lồ của anh em mình đây. Nào bây giờ sẽ thưởng thức thôi các bạn. Nào thưởng thức đi. Mời các bạn nhé. Mời bạn nhé. Mời các bạn nhé. Như là bạn vừa không? Vừa.
Ngon. Đùi ướp vừa đấy. Rồi tình hình là thực chất tôi buổi thế này mà cho cái chai mắm là khôn được luôn, vừa ngon. Có hạt tiêu ăn ngon. Rồi anh em cố gắng làm anh nhìn hôm nay phải đánh chén hết cái khay trứng khổng lồ này thì mới về nhá. Ok. Bây giờ lấy đã bảo là 200 quả thì mỗi anh em phải ăn hết 40 quả cơ. Mấy quả? Chia ra 5 phần mỗi anh em 1 phần. Chắc anh Lâm ăn hết 10 quả rồi. để tôi chia cho. Đó. Đấy của tôi, của Cường à. Đây mình chia. Của tôi này thôi. Bạn to này đáng ra bạn phải nhận phần nhiều vào. Đây, đồn chè. Tôi bộ thế này. Tìm ăn ít. Đây cũng qua đây. Đây. Đấy, đều chưa bạn. Ok rồi bạn ơi. Rồi bạn anh em mình đã chia là phải ăn hết nhá. Bây giờ mình sẽ vào để thưởng thức các bạn ạ. Và nhìn anh em nó ăn mà mình ở ngoài nước miếng mình cứ tuôn rơi. Thực sự là mình nhìn cái khay này ấy, bây giờ hiện tại nhìn cái khay này không khác gì nhìn kiểu cái khay chiếc bánh pizza khổng lồ các bạn ạ. Rất là to luôn. Mình mời tất cả các bạn ăn trứng rán khổng lồ nhá. Mời bạn ăn ướt nhá. Này quá. Đây ăn trứng ướt là phê rồi. Tôi không quen ăn trứng chặt thế. Thử ăn. Hạt tiêu ăn thơm. Có rất là nhiều vị luôn. Nhưng mà vị đặc biệt là rất là khác lạ so với ăn trứng rán ở nhà. Thật ra mỗi suất này chia ra rất là nhiều ấy. Có đây chỉ có 5 anh em mà anh em mình chơi hẳn 200 quả trứng để có thể làm được một cái khay trứng rán khổng lồ này cho các bạn xem. Mình khuyên tất cả các bạn là không nên làm theo anh em mình, bởi vì chắc là các bạn không ăn hết đâu. Anh em mình đây làm đây, nếu mà anh em mình ăn được hết bao nhiêu thì anh em mình ăn thôi. Còn khuyên thật lòng các bạn là không nên làm theo anh em mình, bởi vì đừng phí tiền để làm như anh em mình. Ok. Ngon thì ngon, quá ngon luôn. Nhưng mà nếu mà ăn nhiều là sẽ ngấy. Bất cả ăn cái gì cũng vậy, nên là các bạn hãy tính toán kỹ lưỡng với những cái đầu người dự đoán được bao nhiêu. Nhưng đây là do anh em mình làm để cho các bạn xem, để các bạn thấy cái khay trứng khổng lồ 200 quả này. Đó, các bạn hãy like và chia sẻ video để ủng hộ anh em nha. Cái này là mang cái cơm nguội nhà đi ăn cùng mà. Dễ nuốt. Thực sự với các bạn là sau một hồi anh em mình cố gắng đánh chén cái khay trứng rán khổng lồ này thì cũng vãn được khá là nhiều rồi. Anh em mình cũng không muốn bỏ phí đâu, nhưng mà cũng ăn được khá là nhiều rồi, nên là anh em cũng bảo là khá là ngấy rồi, nên bây giờ mình sẽ hỏi cái cảm giác của anh em khi mà ăn cái khay trứng rán khổng lồ này vãn đi nhiều này thì có cảm giác như nào rồi. Ok rồi, còn đi còn trước đi. Lần đầu tiên là ăn khay trứng rán khổng lồ 200 quả trứng vịt các bạn ạ. Nó cảm giác nó rất là đặc biệt, nó khó tả, nó không như ăn trứng rán ở nhà đâu các bạn. Mà trứng rán này nó gọi là mắc ngon, ngon hơn cả trứng rán ở nhà luôn các bạn. Nhưng mà các bạn đừng nên làm 200 quả thử như anh em mình, sẽ rất lãng phí, các bạn sẽ không ăn được đâu, rất ngấy rồi các bạn ạ. Hả? Nhất mà với tôi thì tôi ăn từ đấy là chắc là tôi ăn nhiều nhất. Bây giờ tôi cảm giác là rất chi là lo. Có lẽ là bao lâu nữa bạn không ăn trứng? Từ bây giờ phải một tháng nữa tôi sẽ quyết định là không dám ăn trứng nữa rồi. Bội thực trứng. Trứng vào hôm nay ăn thì cũng có cảm giác là rất chi là ngon. Cảm giác khác lạ đó anh, mình cười thẳng khay trứng ở ngoài đồng nó luôn cha lạc. Tôi chỉ có một từ thôi, ngấy, không ăn được nữa rồi. Tôi thì từ nhỏ giờ đã ăn một khay trứng khổng lồ to như này. Mấy miếng đầu thì mình ăn rất là ngon, nhưng càng ăn thì lại càng ngấy. Thực sự là cũng là sợ đến giả. Mình thì cũng cực kỳ ngấy luôn các bạn ạ. Thì cũng chả biết nói gì hơn, thì anh em mình bây giờ ngấy mà đến nỗi mà bây giờ nhìn thấy miếng trứng còn không muốn ăn nữa các bạn ạ. Đó, bây giờ anh em mình sẽ không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa. Anh em mình sẽ dừng clip ở đây. Các bạn tuyệt đối không nên làm theo như anh em mình nha. Nó rất là lãng phí luôn, ok. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.